Nó dài đây nè. Mang theo mấy bộ cho bà nội đi. Ờ, mang theo mấy bộ. Dài, mang theo một cái bộ cho bà nội. Không có gì đẹp nhất là áo đó đem đi. Đó, áo đấy đó. Ừ, áo xanh kìa. Đấy, ừ, đó, áo đấy. Còn đây. Rồi dài nhé. Đây nè. Thầy đưa dép để sẵn rồi lại đây. Dép đó đâu hả? Ê, để đưa con ngoại. Cái màu không? Ừ, đấy. Đưa cái dép mà hài đỏ đỏ của bà ngoại á, vậy hả? Hôm nay bà ngoại nó đi chơi nè. Ừ. Bà hai lấy cái bộ này, con thấy cái ngoại mặc cái màu này nè. Vậy, đây hả? Không, màu vàng vàng. Màu vàng á, màu vàng, cái bộ vàng á. Nâu lá vàng á. Nâu lá vàng ngay tay bà hai đó. Con xuống hỏi các bạn. Xuống hỏi coi có phải cắt nút không? Hỏi mấy ông đó coi. Có chứ. Rồi cắt chứ. Trời bên nó vừa. Nãy vừa mơ thấy bà ngoại mặc đồ màu này hả? Nói nó ở trên này. Ghê vậy. Đây đây đây. Bên đi cắt lại bên đây. Nhanh. Dạ. Cắt đi. Lấy cái lưỡi lam á, lấy cái lưỡi. Cái bàn này nằm ở đây. Cái gối nằm. Hai cái gối trên đầu nè, hai cái gối trên đầu nè, cái chiếc bàn nè, chiếc bàn nè. Để đi kính đuôi chớ luôn. Quá đẹp đẹp, tiền mua quá trời. Mua quanh nhà mua cho bà nội quá trời luôn. Trời ơi, không có luôn. Đúng rồi, này cũng đẹp. Nói dài đấy, ngoài mặt á. Ủa cái bộ này mặc mà. Không, bộ kia. Bộ kia rồi. Chồng mới dài vô thôi. Vậy mặt chồng mua được ha. Chồng này lâu lâu cho thơm thơm với bà cũng sạch sẽ rồi. Sạch sẽ lắm, không đúng qua chị ấy làm sạch sẽ. Ngày nào trước khi đi ngủ cũng lau sạch sẽ. Đấy rồi đứa nào lấy mặt cho bà ngoại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tay bên kia chị. Đỡ là đỡ nguyên người chứ không có ai rồi. Nguyên quá thì kéo cái áo cho xuống chị. Kéo cái tay này xuống xuống nè cho tôi giờ xong. Cái tay dưới đó, cái miếng dưới đó kéo xuống xuống. Biết con này là cho em. Dạ. Cho đi mấy đứa con tuổi mấy người mà con số nhà tên của bà ngoại rồi những người để tay con cháu mọi người con biết con. Sứ mang theo được đó là cho vào trong túi rồi chị đắp cho vậy túi rồi mang xuống rồi mang thêm có mền gói cho bà nội không có bà cha đi này đây đây chân này đây có quần áo con nào đẹp quần áo lấy thêm đi chứ để không hai bộ mang xuống một lượt nhớ hả tại đồ đạc của bà nội mang đi hết đi để làm gì đó, khăn hoàng khăn gì khăn quá trời kìa ốp khăn cho bà nội mấy khăn đó. Ăn đây nhưng mà làm sao? Có hộp không? Có hộp nào? Bỏ vô cái hộp kiến cũng được. Ở trong đây không đi. Trong cái hộp kiến. Ở trong đây trong cái hộp nhựa. Có hộp nhựa nè. Cái nhăn kéo ra, cái băng kéo ra. Chị cho rồi cái túi xách má xách tay đó. Mang cho má hai cái áo dài nữa đi. Hả? Cái này làm gì? Nằm đây thôi.
thầy sáng không biết là lâu là mặc liền hai cháu thế cháu sáng rồi làm ngay vậy. Cháu có Phan Hoàng năm kia nó lâu nó mặc tùy chỗ hồi trước á bà ngoại nó cũng đó nó làm hết mình cứ tưởng vậy tới chừng ông ngoại chờ nó đến nó làm trời ơi mặc áo Phật chơi thôi cái kia là nên nó làm được Phan Hoàng Phương Anh phải hỏi chứ cứ quên á cứ bu bu đâu không nhớ cái bình thường đàn ông người ta ít có làm ba cái trang điểm không phải làm hết hả? Làm hết đấy. Làm hết đấy. Chỗ này Lê Lâm Nguyên Khoa. Cháu cố không tại cái này đọc cầu siêu mà. Còn ông chín anh không cho xem vì nó con cháu. Nó làm chứ nó bắt đi làm. Xong rồi. Thôi một lát không bấm bắt mình đi ra ngoài. Cài bằng đô anh nghe không? Là coi như vừa ý rồi đây nè. Tóc tai rồi móng vừa ý hết đây nè. Tết này là đi làm đây em không vừa mấy hết trơn. Có cái này mắt kiến không? Có, họ mang mắt kiến cho bà ngoại nè. Mắt kiến mắt kiến. Mắt kiến đâu rồi? Như bỏ vô rồi, bỏ vô. Sao dùng quyết định đi? Có để cho bà ngoại nhận vàng không có thì mở tủ bà ngoại ra có mắt kiến nhận chưa vàng vàng để cho. Cái hai chị má. Ủa, kiến là có đó. Sao ai giờ nó vậy? Kiến nó có đó. Mang kiến cho bà cố. Để kiến cho bố chắc cố. Hay nè, còn bỏ vô. Vô anh ạ. Nhà anh này chặt bỏ cho con đi. Ai rảnh thì cứ chặt ngang bỏ đi. Vô lên một cái rồi cùng xuống nó nào xuống chặt bờ chặt đôi hay chặt bỏ. Chặt bỏ luôn, chặt bỏ. Cái này đi. Cái này. Cái áo cho ta để cho đi áo rồi. Cái này tháng rồi đi. Cái giáp giữa với cái giáp giữa. Đó là cái áo. Rồi 4 4 miếng xong. Cái chuối chặt bỏ luôn. Con nó cũng mặt cao mà. Cái này chuối đây là bao hôm. Con để dưới đi để cho em bỏ đi nè. Chuối mặt bỏ con 18 ngày ngón mà cho báo. Lấy ra đi mặt cao luôn. Kéo tút. Kéo không? Mặt luôn. Ta kéo xuống ta mặt lên mới được. Nói cho bà hai. Bỏ tay vô đi. Kéo tút mặt vô. Kéo xuống nhà nào một chút. Kéo xuống nữa. Ừ. Kéo hết đi. Một bữa thay rồi để cho chú ngô biết bài này rồi. Gia tộc ở đâu chú ngô làm cái gì? Mặc cái tay áo vô tộc cho. Bỏ cái một tay bọc nè, một cái. Là cái này vô cho. Sữa. Sát chưa? Rồi sửa lại cho bà là bà mới biết khớp. Kéo lên, kéo cái áo này áo lên. Lấy da luôn mình. Lấy cái mền ra luôn. Ngay không? Điểm này nghe. Dạ tôi chưa. Chắc phải bưng xuống nữa thôi. Lấy mền. Anh ơi. Dạ. Tôi chừng cháy nói là kêu mấy cháu, mấy chị anh xuống dưới hết. Thầy mặc luôn trùng luôn các thầy luôn các đi xuống xuống dưới làm lễ nhỉ trùng luôn xuống các thầy phải nào phải lớp xuống lớp thì luôn xuống dưới cái gì à tay tóc lúc đấy lúc lại những cái mẹ cái gì xuống biết đem đi ủa bốn đứa em bốn người á à mang đèn xuống giờ để xuống bắt táo rồi thì cho để mở tủ để mở cái này quá mày có đèn theo đèn dưới hết đi cái nào cũng thôi ngồi lại ngồi gối đem theo cho bà đem xuống luôn ha. Không, thì bỏ vô quàng luôn hả? Nó lấy vô luôn bỏ, không có. Gia đình mình muốn đốt đốt còn có quàng theo quàng đem theo bỏ luôn. Bà bỏ. Vậy bỏ vô cho máy đi. Để bà đi. Bây giờ lựa cái nào đi cho bà bỏ vô. Đó đó. Rồi có đủ hết rồi. Nào có ăn nào. Không có sống nữa. Để em theo rồi. Lấy cái này ra đi. Mở cái này ra đi. Này theo gối của bà. Thôi cái đó chắc khỏi rồi. Nè bây giờ á. Kêu hai người cháu cầm
hai liền cày xuống đứng đó. Mọi người cầm hai ly kìa. Hồng ơi, mỗi đứa cầm hai ly. Hồng có xuống dưới à? Bỏ túi đi. Không có túi. Người không? Không thấy gói. Không thấy gói đâu rồi. Nè. 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 Thì xô nãy trong vỏ trong miệng. Cái gì đó? Cái nó quay áo rồi mà. Tập rồi. Cái ngày ngắn lên. Cái cũ dài xuống lên. Cái khăn là đắp lên sao mấy chồng vậy? Có cái đi cho bà. Đắp. Cái này đắp vô lòng ngay hả? Cái bắp lên trên đắp dưới cái tấm vàng. Ui! Cần ta để tao đi. Tao để tao vậy thì đắp cho tao đi. Đưa đi. Cái đừng là muốn đắp vậy thì đắp. Cái giọt tập rồi. Đây là mấy nước cỏ biển đang nghĩ cái gì không có nói. Thế mình được. Bốn cái gói của cô kia rồi. Mẹ. Gói gì? Bốn cái gói ngồi quỳ đó rồi. Đây nè. Ai đem đi đâu? Đem xuống đi, đem xuống đi. Phải có bốn người đang lấy đúng. Đem rồi, đem đàn cây xuống rồi. Tắm đi chú làm như luôn. Đó, để người ta tao quay phim nó chụp hình vậy tao quay. Có cái đấy không thôi. Em rồi em rồi bỏ. Cái đấy chặt rồi lại làm gì lại lau rồi. Bỏ mấy cục đất đó. Đốt. 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 Ngô, cho xác của anh tả gì của anh. Cái nào trong cái túi mà có cái tâm cái con bé của mình. Đúng rồi. Đó đâu rồi. Hai tay rồi. Đúng rồi. Đi xuống đây. Mò xuống trước đúng không?
Anh né đi xuống dưới rồi mở tiếp. Hai xuống rồi. Anh né đi xuống dưới rồi mở. Tại mà anh bỏ xuống để con xuống hết. Thôi đem theo đi, để gỡ cho trong máy đi. Nhi, đưa này bỏ vô giỏ cho mình. Bỏ vô giỏ, bỏ giỏ mà. Giỏ mãi mãi. Cái mền đó Vân, cái mền đó Vân. Dạ cắt để sẵn nó đi em. Vô luôn hả? Vô luôn. Dạ vô đi. Vô đi. Cái mền này đắp ở trên đi. Mang để chạy đi chà đi bây giờ đổ lại lại. Đưa nó mà Làm này trước đi. Cho nó tập đi.
chú. Luôn luôn. Rồi. Đây chị. Đây cho điều bằng hết đi. Lại lên đi. Mỗi lời. Rồi đó, hai bao lại cho anh đi. Đây nè. Nó quay giải lên cái gì anh giải ra đi hồi đốt hồi đốt hồi đốt hồi đốt rồi đổ qua cái nhắc mấy đời em cái lòng dưới còn không? Còn hết đi. Đúng đu mảnh mảnh mảnh. Ai đó đúng cắt cho em. Có rồi, cắt sẵn rồi. Con đi. Kiếm kiếm rồi. Làm kiếm. Cái ghế cũng nên bấm lại hơn chồng. Tìm đứng áo nha. Sao ra áo lên? Bấm vô góc cho đều cho anh cho nhiều quay. Để vô góc em mà. Chạy nó cắt ăn lại muốn khô. Đi ra đi. Ghế nó nhẹ hơn. Mấy góc rồi. Rồi được rồi, cho anh. Hai lần thôi. Đúng không? Có bát chưa? Đúng không? Có bát. Đúng không? Cho anh bắt cái cho lại. Đúng rồi, cho lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng kiếm cái thằng dễ đôi thằng dễ bắt gì vậy cái bắt mắt chết vô cái kẻ đàn Thank you.
Để thấy cái này ok hơn nha. Rồi.